Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khi tạo tài khoản, phần thiết lập thông tin thường sẽ thấy như thế này hay là như thế này không? Vậy thì phần custom, tùy chỉnh, khác, order có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Thật ra, cho đến hiện tại vẫn còn rất nhiều những hiểu lầm về giới tính và xu hướng tính dục. Đa số vẫn còn nhiều người cho rằng nó là một, nhưng trên thực tế có phải là như vậy không? Trước đây, theo như chúng ta vẫn biết thì giới tính phân thành hai thái cực đối lập nhau, hoặc là nam hoặc là nữ. Sự phân loại này có thể là theo hệ thống xã hội hoặc theo từng vùng văn hóa, dựa trên hệ nhị nguyên giới, gender binary. Giới tính sinh học, biological sex, được xác định qua các yếu tố sinh học như giải phẫu học, anatomy, nội tiết tố, hormones và nhiễm sắc thể, chromosome. Từ đó, chúng ta biết được một người là nam hay nữ, người được gọi là liên giới tính, intersex, khi ngay từ lúc sinh ra, cơ thể của họ đã có những biến đổi về cơ quan sinh dục hoặc nhiễm sắc thể. Họ có thể có cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, hoặc có cơ quan sinh dục đặc trưng của một giới nhưng nhiễm sắc thể của họ lại đại diện cho giới ngược lại. Kia, liên giới tính còn được gọi là lưỡng tính. Tuy nhiên, thuật ngữ này ngày nay không còn được dùng nữa bởi vì nó mang hàm ý xúc phạm, hate crime, khi được dùng để chỉ con người. Lưỡng tính giờ đây chỉ dùng để chỉ các loài động vật hoặc thực vật có cơ quan sinh sản của cả giống đực và giống cái. Ví dụ như con đun đất. Phản dạng giới, gender identity, là sự nhận thức chủ quan của một người về giới của bản thân họ. Bản dạng giới của một người có thể là nam, nữ hay thuộc vào nhóm phi nhị nguyên giới, trong đó bao gồm các nhãn giới khác như vô giới, linh hoạt giới hay song giới, bán giới. Các xu hướng tính dục, sexual orientation, dùng để chỉ sự hấp dẫn về tình cảm, emotional attraction, hoặc tình dục, physical attraction, hướng tới những đối tượng khác. Những định nghĩa về xu hướng tính dục thường được thấy như dị tính, heterosexual, đồng tính, homosexual, hay song tính, bisexual. Nhưng trên thực tế, thật ra có tới 46 thuật ngữ cho xu hướng tính dục. Khái niệm bản dạng giới và xu hướng tính dục là khác nhau. Chẳng hạn, khi một người có giới tính sinh ra là nam, tự xác định giới, tức bản dạng giới của mình là nữ, và người này có sự hấp dẫn tình dục hoặc tình yêu với người nam, thì người đó không phải là người đồng tính luyến ái. Đây là một người chuyển giới nữ dị tính. Ngược lại, một người là đồng tính nam thì họ vẫn nhìn nhận bản thân mình là nam, trùng với giới tính sinh học lúc sinh ra của họ, chứ không nhìn nhận giới tính của bản thân là nữ, và họ có sự hấp dẫn tình dục hoặc tình cảm với những người nam một cách lâu dài.